chỉ 3 triệu mốt cho 1 mét vuông để sở hữu một nền nhà đất thổ cư, đường ô tô vào gần khu công nghiệp Tân Hương, Tiền Giang. Kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube Thức Bất Động Sản Miền Tây. Hiện tại em đang đứng ở đường tỉnh 878B. Rồi hướng tay trái này là đi về huyện Chợ Gạo nha. Rồi hướng tay phải nhìn trước mặt là đi đến ngã ba Hòa Thịnh. Rồi mình em sẽ bước vào cái hành trình đi vào đất mình nha. Thì mảnh đất mình thuộc là ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì từ cái đường tỉnh 878B nãy lúc em đứng ban đầu á, là tới vị trí đất là khoảng 500m nha. Đường này là đường ô tô vào được. Thì cái con đường này có thể thông nhiều nơi nha. Thì từ đây thì chúng ta có thể là chạy xuống huyện Chợ Gạo, hoặc là có chạy lên là trung tâm hành chính huyện Châu Thành luôn. Thì đường thông nhiều nơi. Thì hôm nay thì cũng trời mưa, khí hậu là rất là mát mẻ. Rồi tới cái mảnh đất của em rồi. Rồi vừa phải vào đó cái mảnh đất thì có ranh giới rõ ràng nha. Thì cái lằn gạch đó, đó cái ranh giới từ mét tay phải, cái lằn gạch mét tay phải, rồi qua đây 5m nó đi vào thì có một lằn gạch mét tay trái đó. Thì cái mảnh đất này chúng ta có thể tận dụng là kiểu như là đậu ô tô trên cái cầu chủ đã xây nha. Đó là trước mặt là cái đường thông, nhà dân ở đây. Rồi em sẽ mô phỏng cái miếng đất mình nha, vẽ trên thực tế đất luôn. Là tổng diện tích là 159m², chiều ngang 5m, chiều dài 32m, có 100m² thổ cư. Hướng thì hướng chánh đông. Rồi chúng ta có thể nhìn trên cao. Ở vị trí này thì cách ngã ba Hòa Thịnh là khoảng 1,5 km, rồi cách khu công nghiệp Tân Hương là 3,5 km. Đó, nãy chúng ta có đi hành trình vào đất đó, từ 878B. Thì ở vị trí này cách trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là khoảng 5 phút lái xe. Thì xung quanh là tiện ích đầy đủ, gồm trường học, bệnh viện, chợ. Rồi chủ đất muốn bán đi với cái giá là 500 triệu cho 159m², có 100m² thổ cư. Và quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến mảnh đất này, hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình 0901 678 768. Thức Bất Động Sản Miền Tây, đất nền đất đẹp, nhà đẹp Tiền Giang. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của em. Xin hãy bấm nút theo dõi kênh để theo dõi thêm nhiều đất đẹp, nhà đẹp ở Tiền Giang nhé. Xin kính chào.